Quyền ủy bọc Quá tổ chức hội nghị Ban thường vụ Ban chấp hành Đảng bộ Quyện, hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, bổ sung một đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quyện khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều hội nghị có ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán. Đến thời điểm hiện tại, Ban chấp hành đảng bộ quyền nhiệm kỳ 2020-2025 có 35 đồng chí, thiếu 4 đồng chí. Ban thường dục quyền quỹ có 10 trên 11 đồng chí, thiếu 1 đồng chí do nghỉ hưu, chuyển công tác. Thường trực quyền quỹ một khóa tiến hành thực hiện quy trình 5 bước, bổ sung đồng chí Lê Minh Diện, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quyền, do quỹ viên ban chấp hành, do quỹ viên ban thường dục quyền quỹ huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, hội nghị trao quyết định cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Đinh Trắc, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, được bổ sung vào Quỹ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Hóa, khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025.